Từ California, Hồng Tứ Đoàn Đông xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Thế Giới Chuyển Động. Good morning, Hồng Tứ. Gửi lời chào đến anh Đoàn Trọng và xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình SET. Thưa quý vị, ngày hôm nay là thứ Năm ngày 14 tháng 5, chúng ta bắt đầu Thế Giới Chuyển Động bằng bản tin dự báo thời tiết. Các thành phố ngay tại miền Nam California ngày hôm nay ban ngày nhiệt độ cao nhất ở khoảng 76 độ F là 25 độ C và trời sáng ngày hôm nay thì sẽ bắt đầu có nhiều nắng. Ban đêm nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 59 độ F tức là 15 độ C. Bước sang một vài những thành phố ngay tại miền Bắc California, nhiệt độ ban ngày hôm nay cao nhất ở khoảng 65 độ F là 18 độ C. Và sáng hôm nay thì một vài nơi sẽ có vài cơn mưa rào rải rác. Nhiệt độ ban đêm thấp nhất ở khoảng 54 độ F tức là 12 độ C. Hồng Tứ sáng nay theo dõi tất cả các tin tức khí hậu và thời tiết thì lại nhiên miền Nam và miền Bắc California có được một cái khí hậu rất là tốt. Nhưng mà chúng ta nhìn xa hơn về tất cả quốc gia Đông Nam Á, trong đó có là Philippines, thì hiện nay hình như một cái cơn bão đang tấn công Philippines. Đúng như vậy thưa quý vị, về phía quốc gia Philippines thì một cơn bão đang đổ bộ vào Philippines hôm thứ Năm hôm nay đã buộc cho hàng chục ngàn người tại đây phải tản cư. Bão Vong Phân đã thêm vào mối đe dọa bao gồm có lũ lụt và lở đất khi người dân nơi này vẫn đang còn chật vật để chống lại đối mặt với đại dịch Covid-19. Các quan chức hiện đang tìm cách mở ra nhiều không gian trú ẩn hơn để mọi người có thể giữ khoảng cách xã hội trong thời gian tránh bão. Sáng nay thì trước khi đi vào Thế Giới Chuyển Động, Hồng Tứ và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tất cả những sự kiện kinh tế sáng nay. Việc trước tiên là Hồng Tứ thấy tất cả những người dân, đặc biệt trong cộng đồng người Việt chúng ta có một cái gì không? Là hôm nay thì hình như phần lớn tất cả mọi người ở trong cái diện mà có thể nói đối tượng để nhận 1.200 tiền mà của chính phủ cho và là kích thích kinh tế, hình như họ đã nhận được. Ngay cả những người gọi là hiện nay đang hưởng trợ cấp an ninh xã hội hoặc là vấn đề SSI, họ cũng đã nhận được vào ngày hôm qua. Đó là một cái tin mừng cho mọi người. Nhưng bên cạnh đó thì cũng rất nhiều người bàn tán với vấn đề gọi là liệu chúng ta có thể có được 2.000 đồng trong tương lai hay không. Quý vị cứ bình tĩnh và chờ đợi, nhưng có thể nói cũng chưa hẳn đó là một cái niềm vui đến cho chúng ta. Đó là những cái sự kiện mà chúng tôi muốn qua cái chương trình sáng nay để gửi đến quý vị. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn lại tình hình kinh tế thì sáng nay Hồng Tứ thấy những cái dấu hiệu ở thị trường chứng khoán nó có những cái biến động như thế nào? Thưa quý vị, thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã giảm xuống vào đầu ngày thứ Năm hôm nay sau khi những lo ngại về kinh tế và việc định giá chung của thị trường đã gây ra một đợt bán tháo cổ phiếu một ngày trước đó. Chỉ số công nghiệp tương lai của Dow Jones đã giảm 250 điểm, S&P 500 tương lai cũng đã giao dịch thấp hơn khoảng 0,9% và Nasdaq 100 tương lai đã giảm khoảng 0,8%. Các thương nhân đã chờ đợi dữ liệu thất nghiệp mới nhất sáng nay để đánh giá tác động của đại dịch trên thị trường lao động của Hoa Kỳ. Chuyên gia kinh tế được thăm dò bởi Dow Jones dự kiến tổng cộng 2,7 triệu người Mỹ đã nộp bảo hiểm thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 5. Kính thưa quý vị, đó là những con số mà sáng nay chúng tôi gửi đến quý vị qua thị trường chứng khoán. Nhưng đến bây giờ thì chúng tôi cũng lại trở lại với những con số mà có thể mỗi thứ Năm chúng tôi mang đến cho quý vị. Hy vọng là thứ Năm tuần tới chúng tôi không nói những điều như giống như hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị. Đó là tỷ số thất nghiệp hôm nay, con số nộp đơn thất nghiệp trong tuần lễ vừa qua có thể lên tới 3 triệu người thất nghiệp nữa. Yeah. Như vậy là tổng cộng ở tại Hoa Kỳ này trong cái kể từ thời kỳ có đại dịch viêm phổi đến bây giờ thì con số những người hưởng thất nghiệp có thể lên đến tới 36 triệu người. Đúng như vậy thưa quý vị, mặc dù là lượng người thất nghiệp mới hàng tuần đã giảm kể từ cuối tháng 3, nhưng tình trạng mất việc làm vì đại dịch vẫn tiếp tục gia tăng. Jerome H. Powell là chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang cho biết hôm thứ Tư rằng nghiên cứu được công bố hôm thứ Năm sẽ cho thấy rằng trong các hộ gia đình kiếm được ít hơn 40.000 đô la một năm, khoảng 40% những người làm việc trong tháng 2 đã mất việc vào tháng 3. Bảo hiểm thất nghiệp và cứu trợ liên bang khẩn cấp cũng đã được đưa ra, nhưng một số tiểu bang vẫn còn nhiều người chưa nhận được những khoản trợ cấp này. Và theo một cuộc thăm dò của tờ New York Times thì đầu tháng 5, công ty nghiên cứu trực tuyến có tên gọi là SurveyMonkey, một nửa trong số những người đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong những tuần gần đây đã không nhận được tiền từ chính phủ. Có thể nói rằng là những người gần đây nộp đơn xin thất nghiệp họ đã gặp một cái trở ngại vì quá đông người xin thất nghiệp, mà trong lúc tất cả những cái người làm cái công việc cho EDD có thể nói là không đủ để giải đáp tất cả những cái nhu cầu đòi hỏi của những người hiện nay đang lâm vào tình trạng thất nghiệp. Bởi thế nhưng quý vị vẫn kiên nhẫn và vẫn gửi đơn đến sở thất nghiệp vì đó là quyền lợi của quý vị. Bây giờ thì chúng ta nói đến một trong những sự kiện mà bao nhiêu người đang chờ đợi, đó là vấn đề mở cửa trở lại. Khi mở cửa trở lại thì điều mà chúng tôi muốn nói rằng đó
là vấn đề tất cả các cửa hàng ăn uống. Tôi có nhiều người bạn hỏi tôi đến lúc nào thì chúng ta có thể đi ăn với nhau được. Mọi người đều nóng lòng để làm sao có một cái cơ hội. Họ nói quá chán đi rồi, gần 2 tháng nay cứ bó xó ở trong nhà thôi. Bởi thế tất cả vấn đề cửa hàng mở ra là một cái sự kiện có thể nói được mọi người theo dõi nhất. Bây giờ thì chúng ta nói đến loại cửa hàng nào thì có thể mở cửa được và cái cách mở cửa đó như thế nào. Ngày hôm qua thì tôi có điều kiện đến một cái nhà hàng tôi rất thân, đó là Makino. Tôi hay đi ăn ở cái nhà hàng Nhật ở đó. Thì họ đã chuẩn bị đầy đủ và họ nói rằng vấn đề nhà hàng của chúng tôi buffet sẽ bị trở ngại. Vậy những cái nhà hàng buffet họ bị trở ngại như thế nào? Thưa quý vị, trong khi ngành công nghiệp nhà hàng đang dần trở lại thì nhà hàng với hình thức kinh doanh buffet sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách. Theo thông tin cho biết thì những nhà hàng buffet đã giảm khoảng 26% số kinh doanh từ năm 1998 cho đến năm 2017, khi ngày càng có nhiều nhà hàng đi theo hình thức này. Với các nhà hàng đã ở trong tình trạng bấp bênh vốn có thì đại dịch có thể tiếp tục gây ra các vấn đề nghiêm trọng hơn cho việc kinh doanh của họ. Khi nói đến các quy định mới thì các doanh nghiệp này sẽ phải cắt giảm khối lượng công việc hiện có và thay đổi để giữ vệ sinh an toàn cho thực khách. Cứ mỗi thứ năm thì thế giới công nghiệp ở thế giới chuyển động của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tất cả những con số dao động về vấn đề công ăn, việc làm và đặc biệt là vấn đề kinh tế. Một điều mà chúng tôi muốn nói đến đó là vấn đề mở cửa và tiếp tục đóng cửa như thế nào và giới hạn những sự mở cửa như là làm sao. Nhưng bây giờ thì chúng tôi cũng không quên gửi đến quý vị tất cả những con số hàng ngày mà Hồng Tứ gửi đến quý vị. Đó là một cái con số mà chúng ta không muốn nghe về tất cả những người hiện nay đang mắc phải lây lan nhiễm bệnh bởi dịch viêm phổi và đồng thời là con số tử vong. Thưa quý vị, tính đến sáng ngày hôm nay ngày 14 tháng 5 thì trên toàn thế giới số người nhiễm bệnh COVID-19 đang ở 4.454.813 người. Trong đó số ca tử vong được ghi nhận bao gồm 298.850 ca và số người hồi phục được ghi nhận là 1.676.369 ca. Quay trở lại với Hoa Kỳ, tổng số ca nhiễm đang ở con số 1.430.348 ca, trong đó số ca tử vong là 85.197 ca và có 310.259 người được hồi phục. Chúng ta đi đến California, tổng số ca nhiễm hiện đang ở con số 72.905 người, trong đó số ca tử vong đang được ghi nhận là 2.966. Riêng tại Orange County, hiện tại có 3.749 người nhiễm, với tổng số ca tử vong là 80 ca. Santa Clara, tổng số ca nhiễm đang ở mức là 2.381 với 132 ca tử vong. Tôi có một số người bạn họ theo dõi chương trình Thế giới chuyển động thì họ nói với chúng tôi rằng sáng nay và sáng nào chúng tôi cũng theo dõi chương trình của quý vị và chúng tôi được biết rằng cái con số những người lây nhiễm dịch viêm phổi cũng giống như con số tử vong ở cái quận Cam của chúng ta không có đáng kể. Bởi thế chúng tôi cũng coi thường rồi, chúng tôi không sợ nữa rồi, chúng tôi lì rồi. Tuy nhiên chúng tôi phải nói đến với quý vị rằng để đến lúc quý vị không nên lì như vậy và quý vị cần phải quan tâm để bảo vệ đời sống của chính quý vị và gia đình của quý vị lúc này càng nhiều hơn. Nhưng mà cái con số mà Hồng Tứ đưa ra mỗi một ngày ở tại Orange County cho chúng ta có một cái niềm tự tin. Vì một cái con số người có gần trên 3 triệu người ở trong quận Cam của chúng ta mà có tới có 3.000 mấy người lây nhiễm. Và trong đó con số tử vong 80 người cũng là một cái con số có thể nói rất an ủi cho những cư dân ở quận Cam của chúng ta. Đến bây giờ thì chúng ta trở lại một trong những cái sự kiện mà chắc Hồng Tứ cũng đã biết từ những ngày hôm qua. Đó là vấn đề những gì ông tiến sĩ Anthony Fauci đã đưa ra với những cái tất cả thành viên của Thượng viện trong Ủy ban Y tế, Lao động và Giáo dục. Lẽ nhiên ông ta cảnh báo về tất cả những sự việc không mấy làm cho hài lòng Tổng thống Donald Trump khi ông đưa ra một cái đường lối chính sách và ông nghĩ rằng tất cả mọi sự việc đều đã được nằm trong tình trạng ổn định và đến lúc chúng ta cần lại xây dựng kinh tế. Nhưng tất cả những sự kiện đó thì tạo nên có thể tôi muốn nói là cái chữ mâu thuẫn nhưng có thể có những sự không đồng ý kiến với nhau. Vậy Tổng thống Donald Trump diễn tả những cái điều đó như thế nào? Thưa quý vị, trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc hôm qua thì Tổng thống Donald Trump nói rằng lời kêu gọi mở cửa đất nước một cách thận trọng của tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế hàng đầu trong nhóm chuyên gia chống lại đại dịch COVID-19 là không thể chấp nhận được. Nhận định của ông Fauci về hậu quả nghiêm trọng mà Hoa Kỳ có thể sẽ phải đối mặt nếu mở cửa quá sớm hoàn toàn mâu thuẫn với nỗ lực của Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, bây giờ Thế giới chuyển động xin được phép tạm ngừng ít phút, hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục theo dõi. Để tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho đại dịch, chúng tôi có một chương trình mang tên Tri ân cùng vạn niềm vui. Quý vị có thể mua tất cả sản phẩm sâm của International Home Shopping và nhận lại full credit với số tiền đã trả. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 714-868-6868. Quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các hệ thống sau:
Nam Cali 57.11, 14.3, San Jose 16.11, Houston, Texas 27.2, app SET Group TV. Chương trình cũng có mặt trên tất cả các thiết bị Android, iOS, Roku, Amazon, smartphone, iPad và đặc biệt trên Samsung app. SET Hắc Sâm, món quà của Thượng Đế giúp tăng cường đề kháng chống đại dịch toàn cầu. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua thế giới chuyển động. Trong những ngày vừa qua, chúng ta đã đối diện với một đạn, có thể nói là nạn đại dịch trên thế giới này. Những con số mà Hồng Tứ hàng ngày đưa ra với quý vị, đặc biệt nhất là những con số tử vong làm cho chúng ta phải chóng mặt. Tất cả những gì diễn ra ở tại New York, tại Connecticut, tại Chicago và tất cả những tiểu bang lân cận đã làm cho chúng ta lo nghĩ đến tương lai số phận của chúng ta ở tại tiểu bang California. Nhưng đến bây giờ thì có thể nói chúng ta có một cái niềm tự tin hơn khi con số những số tử vong càng ngày càng giảm đi. Hồng Tứ theo dõi thì những chi tiết con số tử vong hôm nay nó nằm ở cái mức độ nào? Thưa quý vị, so với những ngày trước thì số người tử vong ngày hôm nay với mật độ 24 tiếng vừa qua cũng đã giảm đi đáng kể. Và với con số này thì Tổng thống Donald Trump và một số trợ lý của ông đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi liệu những con số được tính trước đây có quá mức so với thực tế hay không. Về phía bên cánh tay thì các quan chức cũng cho biết họ đã có những nghi ngờ về các số liệu đến từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ, có tên gọi tắt là CDC. Trong các cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm thì các quan chức đã đặt ra câu hỏi về cách các cơ quan này biên soạn và theo dõi dữ liệu của họ có chính xác hay không. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì chắc chắn rằng có rất nhiều người đang nghi ngờ Hoa Kỳ trước cách mà họ ứng phó lại với đại dịch COVID-19. Chính vì vậy mà tòa án tối cao sẽ có một buổi điều trần. Vậy thì những nhân chứng nào sẽ xuất hiện trong buổi điều trần này, thưa anh Đoàn Trọng? Vâng, thưa Hồng Tứ, sáng nay và đặc biệt là hôm nay thì tại Quốc hội sẽ có một cái buổi điều trần để lắng nghe tiếng nói của chính phủ sau khi một ủy ban vài thành viên của ủy ban đặc nhiệm đã đưa ra những cái chi tiết liên quan đến COVID-19. Một những nhân vật đó là ông Rick Bright, là một trong những người hiện nay đang được chính phủ đề cử và ông chuẩn bị hôm nay có mặt tại Capitol Hill để ông Bright này đã từng làm giám sát việc sản xuất và mua tất cả các vaccine trước khi bị bãi nhiệm đột ngột vào tháng trước trong một cái cuộc đụng độ với chính quyền về phương pháp điều trị cho virus năm nay. Tiến sĩ Pry là một trong những chuyên gia quốc tế về vaccine và có lịch sử làm việc lâu dài trong lĩnh vực này. Lời khai của ông dự kiến sẽ đưa ra sau khi ông đệ đơn khiếu nại vào tuần trước với các buộc tội ông đã bị loại để trả thù cho việc phản đối sử dụng rộng rãi một trong những hydroxychloroquine mà Hồng Tứ hay thường nói đến. Ông Pry đã lãnh đạo cái cơ quan nghiên cứu và phát triển y tế, một phần của văn phòng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, là trung tâm của việc đối phó sự bùng phát coronavirus kể từ năm 2016. Đây là một cái cuộc gọi là điều trần rất là lý thú. Vậy chúng ta chờ xem sáng nay và kết quả nó sẽ đi đến như thế nào. Trong lúc đó thì chúng ta phải nói đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Hiện nay họ cho biết chính quyền Hoa Kỳ đã thất bại trong việc chống lại dịch coronavirus này và lạm dụng lòng tin của người dân. Liệu chúng ta có tin tưởng được những lời của tuyên bố của phát ngôn viên của chính phủ Trung Quốc hay là không? Thưa quý vị, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Zhao Lijian không chính thức đưa tên của bất kỳ quan chức Hoa Kỳ nào, nhưng dường như đang có hành động chống lại các cáo buộc của Hoa Kỳ và chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho rằng Trung Quốc đã giải quyết sai hoặc cố tình trì hoãn tiết lộ thông tin về vụ dịch đầu tiên được phát hiện tại thành phố Vũ Hán vào cuối năm ngoái. Ông Zhao đã nói trong cuộc họp ngắn hàng ngày hôm thứ Năm hôm nay, bác bỏ cuộc thảo luận về hành động pháp lý chống lại chính phủ Trung Quốc, và ông cho rằng việc này là phù phiếm và Hoa Kỳ nên tập trung nhiều hơn vào việc chống lại dịch bệnh và bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của người dân trong nước hơn là chỉ trích Trung Quốc. Gần đây thì quý vị thấy vấn đề khẩu trang là một trong những cái nhu cầu y tế cần thiết cho đời sống của tất cả mọi người công dân Hoa Kỳ, và đặc biệt là tất cả những giới chức hàng đầu họ đang phục vụ công việc của họ, đó là giới chức thuộc ngành y tế.
thì tất cả các nhà quản lý liên bang đã đưa ra một chi tiết mới về một scandal. Có thể nói đây là một cái thỏa thuận trị giá 1 tỷ đô la giữa California và một cái cơ quan sản xuất Trung Quốc để sản xuất tất cả các khẩu trang. Và thông tin cho biết rằng là họ từ chối nhận những khẩu trang này và sau khi các kiểm tra của nhà máy công ty ở tại Trung Quốc và xem xét các tài liệu quan trọng thuộc khỏi, gọi là đây là một cái, gọi là một cái cuộc mua bán mà có thể nói gặp phải nhiều rắc rối. Hồng Tứ theo dõi biết tất cả những sự kiện này thì trong đó có những cái chi tiết đặc biệt nào? Thưa quý vị, trong một tuyên bố với tờ The Times thì Viện Sức khỏe và An toàn Lao động Quốc gia cho biết họ đã thông báo cho nhà sản xuất Trung Quốc có tên gọi là BYD vào ngày 4 tháng 5 rằng các chuyến thăm tại các cơ sở sản xuất của công ty ở Trung Quốc cho thấy nơi sản xuất của họ không đạt yêu cầu. Họ đã từ chối yêu cầu của BYD về việc phê duyệt mặt nạ N95 của liên bang dựa trên một số yếu tố nhưng từ chối giải thích chi tiết. Công ty đã nộp tổng cộng 4 đơn hàng của mặt nạ N95 theo thư của cơ quan quản trị và hiện tại không có đơn xin từ công ty BYD cho phê duyệt N95 và công ty chưa nộp những đơn khác. Kính thưa quý vị, việc chúng ta nói đến vấn đề thử nghiệm, tất cả những cái KitKat thử nghiệm, liệu chúng ta có thể tin tưởng được vào cái kết quả này hay không? Theo một cái nguồn tin nghiên cứu được biết là tất cả các kit xét nghiệm nhanh được Tổng thống Donald Trump ca ngợi trước đây và được sử dụng cho tất cả các quan chức Nhà Trắng đã cho ra một nửa cái kết quả âm tính, đó là giả. Wow, cái này mới là cái mệt phải không? Dạ, thưa quý vị, thì các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Y tế NYU Langone thuộc Đại học New York đã đối chiếu kit xét nghiệm IDNOW của phòng thí nghiệm Abbott vốn có kết quả dương tính trong 5 phút và đưa kết quả âm tính trong khoảng 13 phút với những thiết bị trả kết quả trong 45 phút. Và họ phát hiện ra rằng kit IDNOW của công ty Abbott cho kết quả âm tính giả với 1/3 số mẫu dịch lấy bằng tăm bông được vận chuyển trong dung dịch lỏng. Và tỷ lệ âm tính giả đã tăng lên 48% nếu mẫu dịch được vận chuyển khô, phương pháp mà công ty này khuyến cáo sử dụng. Và Abbott đã phản bác cáo buộc trên và bày tỏ nghi ngờ mẫu dịch này chưa được lấy đúng cách. Kính thưa quý vị, nếu quý vị nhận được tin này thì quý vị đừng có lo lắng và bồn chồn nhiều vì tất cả các sự việc sẽ được diễn ra từng bước một. Việc trước tiên chúng tôi đến một cái quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới mà chúng tôi hay gọi là WHO đã cảnh báo người dân toàn cầu rằng phải học cách sống chung với coronavirus gây ra do COVID-19 và có thể cái virus này nó sẽ tồn tại mãi mãi. Quá nghe thì thật là kinh dị. Ông Michael Ryan, giám đốc phụ trách tình huống khẩn cấp của cơ quan y tế thế giới, ngày 13 tháng 5 đã nói trong một cái cuộc họp báo rằng cái cuộc họp báo này diễn ra ở tại thành phố Geneva và Thụy Sĩ, và ông cho rằng virus này có thể trở thành một loại virus thường thấy trong cộng đồng và nó có thể không bao giờ biến mất giống như HIV chưa biến mất, nhưng chúng ta phải chấp nhận sống chung với nó. Đồng thời ông nhấn viện việc làm tìm ra cách đánh bại virus có là cơ hội để nhân loại tiến thêm một cái bước lớn bằng cách tìm ra vaccine và cung cấp rộng rãi hơn. Đây là một trong những cái tin nóng bỏng mà có thể nói tất cả các giới chức y tế Hoa Kỳ cần phải có một cái thông báo để làm cho người dân không có xôn xao và lo lắng trước những gì mà Tổ chức Y tế Thế giới vừa mới loan ra. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì một vài những nghiên cứu cũng cho thấy COVID-19 có thể gây nhiễm trùng đường ruột, thận và các cơ quan khác trong cơ thể. Hai báo cáo riêng biệt cho thấy ảnh hưởng của virus không chỉ xảy ra riêng ở phổi mà còn có thể tấn công các bộ phận khác. Các phát hiện này có thể giúp giải thích một số triệu chứng khó hiểu ở bệnh nhân nhiễm virus, bao gồm máu đông tích tụ gây đột quỵ ở người trẻ tuổi và làm tắc nghẽn máy lọc máu. Ngoài ra cũng kèm theo những triệu chứng như đau đầu hay suy thận. Đã từ lâu chúng ta nói đến ảnh hưởng của COVID-19 có thể nói không ảnh hưởng nhiều đến giới trẻ, đặc biệt là với trẻ em. Nhưng gần đây thì tất cả các tin tức này hình như đang bị dao động. Tất cả những sự kiện mà người ta cảnh báo rằng có thể rằng COVID-19 cũng sẽ ảnh hưởng trẻ em. Liệu có thực sự như vậy hay là không? Thưa quý vị, các bác sĩ vào thứ Tư hôm qua thì họ cũng đã công bố rằng bố mẹ, bệnh viện và phòng khám nên chuẩn bị khi số trường hợp về các tình trạng mới đang ảnh hưởng đến trẻ em sau cơn sốt với COVID-19 sẽ tiếp tục gia tăng. Tình trạng này được gọi là hội chứng viêm ở trẻ em đã ảnh hưởng đến ít nhất 100 trẻ em ở Hoa Kỳ, phần lớn tập trung ngay tại New York. Nhưng các bác sĩ ở Kentucky, Massachusetts, Michigan và những nơi khác cũng đã báo cáo những trường hợp tương tự. Và hội chứng này không phải do virus trực tiếp gây ra. Giả thuyết hàng đầu là do phản ứng miễn dịch của bệnh nhân. Đến bây giờ thì có thể nói gần trên 3 tháng này chúng tôi mỗi buổi sáng gặp gỡ quý vị, điều mà chúng tôi trình bày với quý vị là COVID-19. Và chúng tôi đã đi qua từng giai đoạn và đến bây giờ thì lại một cái nguồn tin đưa ra và cho rằng COVID-19 có thể tồn tại trong không khí một cái thời gian mà quý vị chưa bao giờ nghĩ trước đây, đó là 8 phút sau khi quý vị nói chuyện và những người mắc phải dương tính đưa cái virus này ra ở trong không khí.
Thưa quý vị, theo các nhà nghiên cứu thì những giọt nước này được tạo ra bởi những người nói chuyện trong khi bị nhiễm virus mới có thể tồn tại trong không khí trong vài phút, có thể lây nhiễm. Và một ước tính của các nhà nghiên cứu tại Viện Y tế Quốc gia và Đại học Pennsylvania cho thấy, việc một người nói to trong một phút trong một không gian hạn chế có thể tạo ra ít nhất 1.000 giọt chứa các hạt COVID-19. Những giọt nước có thể tồn tại trong không khí hơn 8 phút và theo nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba trên tạp chí, thì cho biết rằng các loại virus này có thể gây ra lây nhiễm. Thưa quý vị, bây giờ chương trình xin được phép tạm ngừng ít phút, hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục giữ màn ảnh. Để tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho đại dịch, chúng tôi có một chương trình mang tên Tri ân cùng vạn niềm vui. Quý vị có thể mua tất cả sản phẩm sâm của International Home Shopping và nhận lại full credit với số tiền đã trả. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 714-868-6868. Quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các hệ thống sau: Nam Cali 57.11, 14.3, San Jose 16.11, Houston, Texas 27.2, app SET Group TV. Chương trình cũng có mặt trên tất cả các thiết bị Android, iOS, Roku, Amazon, smartphone, iPad và đặc biệt trên Samsung app SET Hắc Sâm. Món quà của Thượng Đế giúp tăng cường đề kháng chống đại dịch toàn cầu. Quý vị đang cùng quay trở lại với Thế giới chuyển động trong buổi sáng thứ năm ngày hôm nay, ngày 14 tháng 5. Thưa quý vị, quay trở lại với những phần tin ngay tại Hoa Kỳ, thì một thông tin được nhận biết rằng hơn 60.000 thành viên thủy thủ đoàn hiện đang bị mắc kẹt trên 91 tàu du lịch đang đậu ở vùng biển và cảng của Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của cảnh sát là Barry Lane đã cho biết phía cảnh sát đang giám sát 23 tàu du lịch đậu trong vùng biển của Hoa Kỳ với khoảng 13.200 người trên tàu và 24 tàu du lịch neo đậu tại các cảng của Hoa Kỳ với khoảng 14.400 người trên tàu. Cũng có thêm 44 tàu du lịch đang hoạt động ở vùng biển Hoa Kỳ với khoảng 33.500 thành viên. Nhiều tàu du lịch bị mắc kẹt vì các quy định do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ áp đặt sau khi dịch bệnh xảy ra trên tàu. Trong lúc đó thì chúng ta nói đến vấn đề một số phi công Hoa Kỳ hiện nay đang đảm nhiệm chức vụ là chuyển tất cả những cái bộ phận gọi là đi kiểm soát cũng giống như là cái xét nghiệm, đúng như vậy. Và trong đó thì chúng ta thấy có một cái tai nạn diễn ra với một phi công, ông đó là ông Royce Lynn, 40 tuổi, vừa mới cất cánh sáng thứ ba tại sân bay của Santani ở tại Papua trên một chiếc máy bay Korean. Và Lin đã cố gắng bay đến Miami ở vùng cao nguyên của Papua trong nỗ lực mang bộ dụng cụ xét nghiệm đến phòng khám địa phương. Và trong vài phút cất cánh, cô đã báo cáo tình trạng khẩn cấp, máy bay rơi xuống hồ Santani và các thợ lặn xác nhận rằng cô không qua khỏi. Cô là người duy nhất trên máy bay của tổ chức MAF cho biết họ đang làm việc với chính quyền địa phương để điều tra vụ việc này. Đây là một cái tai nạn máy bay đầu tiên liên quan đến những gì gọi là dịch viêm phổi và trong thời kỳ nạn đại dịch này đang lan tràn trên khắp thế giới. Bây giờ thì chúng ta đi qua một vài các quốc gia khác hiện nay thấy tình hình của các quốc gia như thế nào. Thưa quý vị, về phía Âu Châu thì nhà lãnh đạo hàng đầu của Liên minh Âu Châu cho biết rằng các nước Âu Châu sẽ không quay trở lại kinh doanh sớm như thường lệ. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu hôm thứ Tư đã phát thảo một kế hoạch tài trợ cho sự phục hồi của Âu Châu từ đại dịch. Công việc phục hồi sẽ tập trung vào các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng nhiều nhất và nơi nào có nhu cầu lớn nhất. Tiền cho kế hoạch phục hồi đó sẽ nằm trên ngân sách của EU và hiện tại cũng sẽ quản lý thông qua các quy tắc của ngân sách đó. Trong kế hoạch do nhà lãnh đạo EU đưa ra thì sự phục hồi sẽ được tài trợ qua 3 trụ cột chính. Thứ nhất là phần lớn số tiền sẽ được sử dụng trong trụ cột đầu tiên tập trung vào việc hỗ trợ các quốc gia thành viên để phục hồi, sửa chữa và trở nên mạnh mẽ hơn từ cuộc khủng hoảng này. Trụ cột thứ hai là để khởi động lại nền kinh tế. Mục tiêu thì Ủy ban hy vọng rằng là làm cho Âu Châu trở nên kiên cường hơn về mặt chiến lược trong các ngành công nghiệp chính như trong lĩnh vực dược phẩm. Và trụ cột thứ ba sẽ là củng cố các khu vực quan trọng như quỹ Rescue của Âu Châu đã cung cấp viện trợ nhân đạo cho các quốc gia thành viên EU cũng như các nước Cộng hòa Trung Phi. Gần đây chúng ta nói đến vấn đề khẩu trang là một trong những sự kiện rất quan trọng cho sự sinh hoạt của tất cả mọi người dân Hoa Kỳ. Nhưng bên cạnh đó thì sự việc khẩu trang đã lòi ra và đưa ra cho chúng ta nhận thấy được có một cái khái niệm tổng quát là những có thể nói là khẩu trang đến từ Trung Quốc, có thể họ đã sản xuất một cách rất bừa bãi, không tôn trọng tất cả những cái quy định
trên cả thế giới đều đã được đề ra. Đó là một phần làm ảnh hưởng đến vấn đề an toàn tính mạng của những người hiện nay đang đối diện với dịch viêm phổi. Một trong những điển hình tức như là Ủy ban châu Âu đã đình chỉ việc giao đến 10 triệu khẩu trang của Trung Quốc và họ đã mua cho nhân viên y tế sau khi hai nước đã phàn nàn về chất lượng kém ở các lô hàng mà họ đã nhận được. Sau khi 1,5 triệu khẩu trang đầu tiên được chuyển đến 17 quốc gia thành viên của Anh và Bộ trưởng Y tế Ba Lan cho biết có hơn 600.000 khẩu trang mà chính quyền Ba Lan nhận được đã không có chứng chỉ châu Âu và không tuân thủ các điều khoản y tế cần thiết đã được đặt ra. Điều này cho thấy tất cả các hàng hóa đến từ Trung Quốc. Không phải chúng ta nói vì chúng ta ghét Trung Quốc, nhưng mà chúng ta nói vì đó là những sự thật đã diễn ra và cái sự thật này nó mang lại một cái hậu quả rất tai hại cho những người hiện nay đang phải đối diện với dịch viêm phổi. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì cơ quan y tế của Âu Châu dự đoán rằng có thể trong thời gian tới đây, họ có một vài loại thuốc được cấp phép để điều trị cho dịch viêm phổi COVID-19 trong vài tháng tới và một loại vaccine thậm chí có thể được phê duyệt vào đầu năm 2021. Người đứng đầu bộ phận vaccine của Âu Châu cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền thông rằng việc phê duyệt các loại thuốc để điều trị COVID-19 có thể sẵn sàng khi vào mùa hè, trong khi các cuộc thử nghiệm lâm sàng đang được diễn ra. Trong lúc đó thì Hồng Tứ nhìn xem qua bên Anh hiện nay người ta đang nói đến một cái vấn đề duyệt xét gọi là xét nghiệm kháng thể coronavirus do công ty dược phẩm có tên tuổi Roche phát triển và hiện nay đang nỗ lực để có thể đủ dụng cụ thử nghiệm rộng rãi hơn phải không? Thưa quý vị, tuần trước thì các chuyên gia tại khoa học gia tại PHE Portendown, họ đã thực hiện một đánh giá độc lập về xét nghiệm huyết thanh từ hãng Roche, kết luận rằng đây là một xét nghiệm đặc biệt với hiệu quả 100%. Các nhà khoa học tin rằng các kháng thể cung cấp một mức độ miễn dịch trong tương lai, mặc dù vẫn chưa xác định được việc miễn dịch này sẽ kéo dài được trong vòng bao lâu. Xét nghiệm kháng thể của công ty này cũng đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho phép trong thời gian trước đây. Bây giờ chúng ta chuyển qua một đề mục khác, đó là vấn đề nhà hàng và khách sạn, thì chúng ta phải nói đến Pháp Quốc. Chính phủ Pháp đã công bố một kế hoạch trị giá lên tới 19.4 tỷ đô la để hỗ trợ cho tất cả nhà hàng, khách sạn và các cơ sở du lịch khác đã bị đóng cửa kể từ giữa tháng 3 trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng COVID-19. Với việc đất nước và bắt đầu dỡ bỏ tất cả các lệnh hạn chế trong tuần này, Thủ tướng Pháp đã hứa vào thứ Năm rằng người dân sẽ có thể bắt đầu vào các kỳ nghỉ Pháp vào tháng 7 và tháng 8. Chính phủ hy vọng du lịch địa phương có thể giúp bù đắp cho sự vắng mặt của du khách nước ngoài vào mùa hè năm nay. Du lịch ở Pháp chiếm khoảng 8% tổng sản phẩm trong nước và của đất nước 30% trong đó đến từ du khách quốc tế. Hiện tại thì vấn đề đi lại trên toàn nước Pháp được giới hạn ở 100 km từ nhà, trừ khi vì lý do nghề nghiệp hoặc là vấn đề đặc biệt ở trong gia đình mình. Bởi thế vấn đề di chuyển ở Pháp cũng chưa được rộng rãi như ở Hoa Kỳ. Yeah. Nhưng bây giờ thì chúng ta nói đến ở chính phủ Pháp, họ có những cái công ty dược phẩm và họ có thể nói đạt được phần nào với vấn đề vaccine của COVID-19 này không? Thưa quý vị, chính phủ của Pháp vừa ra một tuyên bố việc công ty dược phẩm Sanofi dành bất cứ loại vaccine để chữa trị COVID-19 nào cho Hoa Kỳ trước tiên là điều không thể chấp nhận. Tuyên bố của Pháp được đưa ra một ngày sau khi Paul Hudson, là giám đốc điều hành công ty dược phẩm Sanofi có trụ sở tại Pháp, tuyên bố nếu nỗ lực sáng chế vaccine COVID-19 thành công thì họ sẽ cung cấp nó cho chính quyền Hoa Kỳ trước tiên. Lý do là vì Hoa Kỳ đã chịu đầu tư mạo hiểm sau khi mở rộng hợp tác với công ty này vào đầu năm nay. Dự án của Sanofi đang được cơ quan nghiên cứu và phát triển y sinh có tên gọi là BARDA của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ tài trợ. Tuy nhiên, những bình luận của ông Hudson đã hứng chỉ trích nặng nề từ các hiệp hội y tế tại Pháp, đặc biệt là khi công ty này đã được hưởng lợi từ hàng chục triệu euro hỗ trợ nghiên cứu của chính phủ Pháp trong những năm gần đây. Họ nói đến vấn đề tiền bạc, nhưng bên cạnh đó thì tất cả các cơ quan đoàn thể họ quên đi một trong những cái vấn đề quan trọng, đó là vấn đề nhân đạo và con người. Hiện nay thì Hoa Kỳ có thể nói một số đông dân số lên tới 300 triệu người đang đứng trước một cái khủng hoảng về vấn đề dịch viêm phổi. Bởi thế chúng ta không thể nói đặt vấn đề tiền bạc để mà chúng ta ngăn chặn những sự gọi là tiếp tế cho những cái quốc gia đang cần thiết sử dụng vấn đề vaccine. Bên cạnh đó thì chúng ta phải nói đến Cộng hòa Liên bang Nga. Cộng hòa Liên bang Nga có thể nói trước đây chúng ta tin tưởng rằng họ có thể giữ được vấn đề lây lan dịch viêm phổi cho cái quốc gia của họ, nhưng đến bây giờ thì quý vị có thể nghĩ đến Nga đã ghi nhận tới 9.974 trường hợp mới của COVID-19 trong 24 giờ qua. Và con số này cũng là đánh dấu lần đầu tiên sau 12 ngày, Nga đã báo cáo ít hơn 10.000 trường hợp mới trong vòng một ngày. Theo dữ liệu được thu thập bởi Đại học Johns Hopkins, thì quốc gia này có số trường hợp được xác nhận cao thứ hai trên thế giới, đứng sau Hoa Kỳ.
Tất cả những vấn đề kiểm nhận số ca lây lan nhiễm ở tất cả các quốc gia trên thế giới có thể ngày hôm nay họ đã dè xét lại, và Tây Ban Nha qua một cái kết quả sơ khởi từ một cuộc nghiên cứu kháng thể virus trên toàn quốc vào ngày 13 tháng 5 đã cho thấy khoảng 5% dân số Tây Ban Nha bị nhiễm virus corona, gấp khoảng 10 lần so với tất cả những gì họ đã chẩn đoán trước đây. Bên cạnh đó, về phía Italy thì chính phủ của nước này đã phê duyệt một gói kích thích kinh tế trị giá 60 tỷ đô để giúp cho nước này phục hồi sau tác động của đại dịch. Và kế hoạch này cũng sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các gia đình và doanh nghiệp, đồng thời giúp xây dựng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa, bán lẻ, khách sạn và du lịch. Tổng cộng thì bao gồm có 27,6 tỷ đô la sẽ được đưa để hỗ trợ cho các công nhân bị sa thải và các biện pháp liên quan đến việc làm khác, bao gồm tiền thưởng 650 đô la cho người lao động tự do. Chính phủ hiện cũng đang chi trả 3,5 tỷ đô la để củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc, trong đó có trường hợp phòng ngừa cho trường hợp làn sóng COVID-19 thứ hai xảy ra trong nước. Ngày hôm qua thì chúng tôi có điều kiện đến một cái sân tennis ở trai đường McFadden, nơi đó tụ họp rất nhiều người Việt Nam chúng ta đến để vui chơi. Và có đủ mọi thành phần từ những người lớn tuổi, cao niên cho đến người trung niên và tất cả thanh niên trẻ em đến. Và tôi có hỏi một vài người thì họ nói là đến bây giờ thì chúng tôi cũng cảm thấy đã lì rồi, vì chúng tôi ở nhà thì cũng bị, mà chúng tôi cần phải ra đường, cần phải đến đây để tạo nên một cái điều kiện sức khỏe cho chúng tôi tốt hơn. Đó là vấn đề chúng tôi phải liên hệ đến với thể thao. Bởi thế thể thao là một trong những cái vấn đề quan trọng, dù ở trong môi trường nào, không gian nào, và tất cả mọi người đều phải quan tâm đến vấn đề sức khỏe của mình. Bây giờ thì chúng ta nói đến vấn đề thể thao thì chúng ta nói đến bóng đá là một trong những bộ môn mà được nhiều người ưa chuộng trên thế giới này, và đặc biệt lại tới quốc gia mà có thể nói chúng ta thường nghe nói đến, đó là Italia. Thì hôm nay chính phủ Italia cũng giống như liên đoàn bóng đá, liệu họ có đứng ra đưa ra những cái quyết định để tổ chức tất cả những trận bóng đá vào mùa giải này hay không? Thưa quý vị, các câu lạc bộ bóng đá Serie A của Ý đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào thứ Tư để tiếp tục mùa giải bắt đầu từ ngày 13 tháng 6, và quyết định này vẫn hiện đang chờ chính phủ phê duyệt. Thưa quý vị, bây giờ Thế giới chuyển động xin được phép tạm ngừng ít phút, hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục giữ màn ảnh. Để tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho đại dịch, chúng tôi có một chương trình mang tên Tri ân cùng vạn niềm vui. Quý vị có thể mua tất cả sản phẩm sâm của International Home Shopping và nhận lại full credit với số tiền đã trả. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 714-868-6868. Quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các hệ thống sau: Nam Cali 57.11, 14.3, San Jose 16.11, Houston, Texas 27.2, app SET Group TV. Chương trình cũng có mặt trên tất cả các thiết bị Android, iOS, Roku, Amazon, smartphone, iPad và đặc biệt trên Samsung app. SET Hắc Sâm, món quà của Thượng Đế giúp tăng cường đề kháng chống đại dịch toàn cầu. Hồng Tứ và Đoàn Trọng rất cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh và quay trở lại với Thế giới chuyển động ngày hôm nay. Bước sang một vài những tin tức ngay tại Á Châu, bắt đầu từ Trung Quốc. Các quan chức y tế tại Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm hôm nay rằng họ sẽ đẩy mạnh xét nghiệm virus trên toàn quốc. Thông báo này được đưa ra sau khi cả hai tỉnh là Cát Lâm và Liêu Ninh ở phía đông bắc của Trung Quốc báo cáo các trường hợp lây nhiễm mới tại địa phương trong tuần này. Trước đó, hôm thứ Năm thì truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa tin rằng thành phố Vũ Hán, nơi không có đại dịch COVID-19, đã bắt đầu một trận chiến kéo dài 10 ngày để kiểm tra tất cả là 11 triệu công dân của họ sau khi cơ quan y tế công cộng xác định được 6 trường hợp lây nhiễm ngay tại địa phương. Đó là về phía Trung Quốc. Vậy thì về phía Nhật Bản họ có những thông tin nào mới hay không anh Đoàn Trọng? Vấn đề Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe đã nói rằng nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong thế kỷ này. Ông đã đưa ra một nhận xét vào hôm thứ Năm, trong khi đó tất cả các bộ trưởng họp khẩn cấp quốc gia ngoại trừ thành phố Tokyo và 7 quận khác nơi dịch bệnh vẫn có nguy cơ lây nhiễm cao. Điều đó chứng tỏ rằng ông Shinzo Abe là một trong những vị thủ tướng ông quan tâm đến vấn đề kinh tế, và ông có thể nói thẳng thường ra với nội các rằng chúng ta đang lâm vào một cái tình trạng có thể nói khủng hoảng chưa từng có trong cái thế kỷ ngày hôm nay.
Và tất cả các số lượng trường hợp mới đã giảm đáng kể ở Nhật Bản, đó là một cái tin vui đến với người dân Nhật. Nhưng ông Abe cũng kêu gọi quay trở lại hoạt động kinh tế và xã hội một cách thận trọng để tránh sự kích hoạt và sự lây lan của virus. Hai cái vấn đề, có cái vấn đề mâu thuẫn khác nhau. Chúng ta cần phải mở rộng môi trường để khôi phục lại nền kinh tế. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cần phải rất thận trọng để không để cho cái vấn đề dịch lại nó kích hoạt trở lại. Vì như chúng ta đã thường nói trước đây, cái bệnh thì dễ, nhưng mà bệnh lại là cả một cái vấn đề khó khăn. Đó là một vấn đề mà chúng ta cần suy nghĩ, nhất là trong những cái gia đình có con cái của chúng ta hay thường đi chơi xa, đi chơi mà có thể nó không dè dặt, thì quý vị cần phải bổ túc vào và cho thấy rằng mọi người nên quan tâm đến vấn đề này. Nhưng bây giờ thì chúng ta nói ở Hồng Kông có gì đặc biệt nào? Thưa quý vị, ngay tại Hồng Kông thì họ đặt ra mục tiêu kiểm tra hơn 800 người khi có một cụm dịch mới phát triển ngay tại địa phương. Cơ quan Hồng Kông cho biết họ sẽ phân phối bộ dụng cụ xét nghiệm cho tất cả cư dân sống trong cùng tòa nhà của những người bị nhiễm vào cuối ngày thứ năm. Theo tiến sĩ Trang Sức Khoan từ Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe của thành phố thì việc tham gia thử nghiệm sẽ được cho là tự nguyện. Bây giờ thì chúng ta nói đến tất cả những sự kiện liên quan đến Việt Nam. Việc trước tiên chúng ta phải nói đến Hải quân Hoa Kỳ hiện nay đang có ý định là mời Việt Nam tham dự một cuộc thao duyệt hải quân được coi là lớn nhất thế giới với sự tham dự của 25 quốc gia, và lần này Trung Quốc vẫn không có tên trong danh sách. Điều này khó có thể nghĩ được một ngày nào đó Mỹ lại mời Việt Nam tham dự một cái cuộc thao duyệt chung mà không mời Trung Quốc. Cái sự kiện nó đưa ra từ phía nào? Thưa quý vị, cuộc diễn tập Vành đai Thái Bình Dương có tên gọi tắt là RIMPAC năm nay chỉ diễn ra trên biển của Hawaii từ ngày 17 cho đến ngày 31 tháng 8 do các lo ngại về virus. Các hoạt động chính dự định bao gồm là thao dượt chống tàu ngầm, đánh chặn hàng hải và diễn tập bắn đạn thật. Bà Rochelle Rigger là phát ngôn viên của chỉ huy hạm đội 3 của Hải quân Hoa Kỳ, vốn chủ trì cuộc thao dượt năm nay, cho biết rằng tất cả 25 quốc gia từng cùng Mỹ tham gia RIMPAC 2018 đã chính thức được mời trở lại tham dự cho năm 2020, và trong số này có Việt Nam. Trong những lần mà tôi có điều kiện đến Việt Nam làm công việc ở tại Việt Nam thì chúng tôi có điều kiện gặp bà Lê Thị Thu Hằng, một trong những vị trẻ phát ngôn viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở ngành ngoại giao. Mỗi một lần tôi gặp bà là tôi phải hỏi bà liệu ngày hôm nay tất cả những cái sự hiện diện của người Trung Quốc ở tại Hoàng Sa và Trường Sa có phải là chúng ta đã từ bỏ Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của chúng ta không? Thì lần nào bà cũng khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là một phần thân thể của chúng ta và là một phần trong lãnh thổ của chúng ta. Bởi thế ngày hôm qua lại thêm một lần nữa Việt Nam lại phản đối Trung Quốc. Vấn đề gì? Đó là vấn đề điều trinh sát cơ đến Trường Sa. Bộ Ngoại giao khẳng định việc Trung Quốc điều trinh sát cơ đến chữ thập đảo chữ thập ở Trường Sa là phi pháp và đề nghị không làm phức tạp lên tình hình tại Biển Đông ngày càng gia tăng. Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nói trong cuộc họp báo thường kỳ rằng mọi hoạt động của các bên tại Trường Sa và Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam đều có giá trị lẽ dĩ nhiên. Tuyên bố là tuyên bố vì tất cả mọi sự kiện hiện thực ở tại Hoàng Sa, chúng ta đều nhìn nhận đó là một cái đảo hiện nay đang được phát triển mạnh mẽ bởi Trung Quốc. Và tất cả các quần đảo ở Trường Sa, trong đó cũng có một số đảo Việt Nam hiện nay đang có mặt. Nhưng bên cạnh đó thì ngày từ ngày này qua ngày nọ đến ngày kia, Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng, và đặc biệt họ gia tăng tất cả đảo nhân tạo lên. Nhưng dù sao tiếng nói của chúng ta cũng có một phần nào giá trị đến với tất cả mọi người trên thế giới. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì Trung Quốc cũng dự định tập trận vào tháng 8 ngoài khơi ở đảo Hải Nam, mô phỏng cuộc tấn công quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát. Kyodo News đã dẫn các nguồn tin tiết lộ cho rằng Bộ Tư lệnh đơn vị phụ trách tác chiến trên Biển Đông sẽ triển khai lực lượng với quy mô lớn chưa từng có cho cuộc tập trận ngoài khơi đảo Hải Nam vào tháng 8 tới đây. Theo các nguồn tin thì mục tiêu giả định của cuộc tập trận là quần đảo Đông Sa nằm ở phía đông bắc Biển Đông, hiện do lực lượng phòng vệ Đài Loan kiểm soát, và đây được coi là địa điểm có vai trò quan trọng chiến lược với tham vọng mở rộng hoạt động của Bắc Kinh, do quần đảo Đông Sa nằm trên tuyến di chuyển của lực lượng Hải quân Trung Quốc đóng tại đảo Hải Nam ra Thái Bình Dương. Trong lúc chúng ta đã nói đến rất nhiều tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề Trung Quốc, bây giờ thì chúng ta nói đến rằng là tất cả những cái gì mà chúng ta nhìn thấy được là Trung Quốc hiện nay họ cũng đang có những cái dự kiến tập trận vào tháng 8 này, và họ đặc biệt là ở ngoài đảo Hải Nam. Nhưng mà điều đó chưa chắc rằng là Trung Quốc sẽ có thể nói rằng là kiểm soát toàn bộ khu vực đánh cá ở dưới phía nam của đảo Hải Nam, vì phía Việt Nam cũng đã tuyên bố rằng họ sẵn sàng yểm trợ cho tất cả các ngư dân đi đến đánh cá bắt vùng ở trong cái vùng mà có thể nói nguồn tài nguyên dồi dào, đó là vùng ở đảo Hoàng Sa. Nhưng tất cả các ngư dân Việt Nam lại kém may mắn, họ để tất tài sản của họ, họ chưa được bảo vệ một cách vẹn toàn, và hải quân của Việt Nam chưa đóng một vai trò để làm cho tất cả các ngư dân Việt Nam tin tưởng được. Bởi thế một số tàu đánh cá của Việt Nam đã bị đâm thủng và có
thể bị nhận chìm bởi tất cả các tàu đánh cá của Trung Quốc và kể cả tàu của Hải quân của Trung Quốc nữa, thưa Hồng Tứ. Bên cạnh đó, về phía không quân của Ấn Độ thì họ cũng đã đưa ra tiêm kích Su-30 MKI đến khu vực Ladakh sát Trung Quốc sau khi phát hiện ra trực thăng quân sự Bắc Kinh bay gần biên giới này. Không quân Ấn Độ có tên gọi tắt là IAF tuần trước đã phát hiện nhiều trực thăng quân sự của Trung Quốc hoạt động gần đường kiểm soát có tên gọi là LAC, ranh giới giữa hai nước ở vùng Ladakh phía Bắc của Ấn Độ. Đến ngày 12 tháng 5 thì trực thăng quân sự Trung Quốc xuất hiện lần thứ 3 ở khu vực này chỉ trong vòng một tuần. Căng thẳng tại biên giới Trung và Ấn Độ đã leo thang từ tuần trước khi cả hai bên đã triển khai hàng trăm binh sĩ được trang bị đầy đủ đến khu vực biên giới vùng này suốt hơn một tuần qua. Một trong những sự kiện mà chúng tôi muốn chia vui với quý vị hay là chia buồn với quý vị đó là chuyện của tất cả những gia đình ông Hoàng bà Chúa. Thì chắc là Hồng Tứ cũng đã biết rồi, câu chuyện diễn ra ở tại Houston, một trong những gọi là bà Hoàng. Nhưng mà bà Hoàng này rất trẻ tuổi và rất giàu, hình như bà bị chết hôm qua ở tại Houston. Thưa quý vị, đó chính là công chúa từ nước Áo, Austria là Maria Galinzin, hậu duệ 31 tuổi của hoàng đế Karl đệ nhất và Zita de Bourbon-Parma đã đột ngột qua đời sau khi bị phình động mạch tim. Cô sống ở Houston với người chồng là Rishi Hupsik và con trai 2 tuổi là Maxim, cùng với là con gái của nữ tổng giám mục Maria Anna của nước Áo và chồng là hoàng tử Piotr Galinzin. Công chúa Maria là một người sống kín đáo và có một cuộc sống đứng bên ngoài ánh đèn sân khấu rất có ích. Ít hình ảnh với lại hoàng gia của cô. Bây giờ thì chúng ta đã nói đến một ngày thứ năm đầy nhiều kịch tính diễn ra. Việc trước tiên chúng ta thấy con số thất nghiệp nạp đơn đã lên tới 3 triệu người và hiện nay con số lâm vào tình trạng thất nghiệp ở trên Hoa Kỳ lên tới 36 triệu người. Nhưng bây giờ những đặc biệt những gì sẽ diễn ra giống như tôi đã trình bày với quý vị, sáng nay Quốc hội sẽ nghe điều trần bởi một nhân viên chính phủ, nhưng mà tòa án tối cao ở tại Wisconsin đang đánh đổ và hạn chế tất cả những người nhân viên chính phủ có tên là Tony Evers, và phán quyết này có nghĩa là nhà nước về cơ bản được mở cửa trở lại trước hết hạn ngày 26 tháng 5. Đó là một vài sự kiện. Và trong lúc đó thì thống đốc tiểu bang Pennsylvania đó là Tom Wolf, người mà nhiều tài khoản đã giúp ngăn chặn sự bùng nổ của tiểu bang của ông và tránh các thảm họa toàn diện được nhìn thấy ở nơi khác, và đây là một trong những sự kiện cũng quan tâm. Trong lúc đó thì chúng ta nhìn qua châu Âu, việc Âu Châu đã đình chỉ vấn đề nhận 10 cái gọi là khẩu trang đến từ Trung Quốc, phải không? Dạ. Có thể nói hôm nay là một ngày rất nhiều chuyện và chúng ta chờ xem những cái sự kiện đó tốt hay là dạ. Chúng ta không biết phải nói sao hơn được. Và bên cạnh đó thì cơ quan FBI cũng đã thi hành lệnh bắt giữ và tịch thu điện thoại của Thượng nghị sĩ Richard Burr để điều tra xem ông có sử dụng thông tin mà ông có được với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện để bán đi đáng kể cổ phiếu của ông trước khi đại dịch bùng phát. Trong báo cáo được công bố cuối ngày thứ Tư hôm qua thì một quan chức thực thi pháp luật nói rằng ông Burr đã chuyển điện thoại của ông cho các đặc vụ FBI. Lệnh khám xét cũng đã được sử dụng để thu thập thông tin từ tài khoản iCloud của ông. Thượng nghị sĩ Richard Burr là người đứng đầu Ủy ban Quyền lực đã bán một lượng lớn cổ phiếu trước khi thị trường bị sụt giảm. Bộ Tư pháp đã điều tra các giao dịch chứng khoán được thực hiện bởi ông từ tháng 3 và cuộc điều tra sau khi xem xét các tiết lộ công khai lần đầu tiên được báo cáo bởi Trung tâm Chính trị cho thấy ông Burr cùng với vợ của ông đã bán 33 cổ phiếu trị giá từ 628.000 Mỹ Kim đến 1,72 triệu Mỹ Kim, bao gồm nhiều ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch như khách sạn, nhà hàng và vận chuyển. Thưa quý vị, đó là những phần tin sáng nay mà Thế giới chuyển động muốn gửi đến cho quý vị. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay và hy vọng rằng quý vị sẽ có một ngày thật nhiều bình an, thật nhiều sức khỏe. Hồng Tứ và Đoàn Trọng xin gửi lời chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào chương trình của ngày mai. Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì hắc sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gum sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi.
Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1888 688 2999.